Sáng ngày 16 tháng 8 năm 2022, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tổ chức chấm sơ khảo cuộc thi Sáng tác ý tưởng biểu tượng Ước nguyện hòa bình. Anh Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Trung ương Đoàn và ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đồng chủ trì sự kiện này. Theo đó, cuộc thi Sáng tác ý tưởng biểu tượng Ước nguyện hòa bình được phát động từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 10 tháng 6 năm 2022 và đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cá nhân, tập thể trong và ngoài nước theo thể lệ cuộc thi mẫu biểu tượng là một tác phẩm điêu khắc độc đáo hội tụ ý chí khát vọng thống nhất đất nước và yêu chuộng hòa bình của nhân dân việt nam biểu trưng cho chân lý sáng người của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại không có gì quý hơn độc lập tự do biểu tượng phải đảm bảo tính bền vững, sử dụng lâu dài. Mẫu biểu tượng này cũng là tác phẩm mỹ thuật ứng dụng có tính thẩm mỹ cao, đảm bảo tính nghệ thuật, dân tộc, hiện đại là công trình kiến trúc độc đáo, tạo được dấu ấn, điểm nhấn nổi bật tại di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương bến Hải. Ban tổ chức đã nhận được 45 tác phẩm tham gia dự thi của 29 tác giả trong cả nước là các họa sĩ đã và đang hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật là thành viên của hội đồng mỹ thuật kiến trúc của các tỉnh thành sau thời gian làm việc nghiêm túc, hội đồng nghệ thuật với nhiều thành viên là lãnh đạo Trung ương Đoàn, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, các nhà chuyên môn của cục mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm thuộc Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, khoa đồ họa trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, hội văn học và nghệ thuật tỉnh Quảng Trị đã chọn ra 10 tác phẩm xuất sắc nhất vượt qua vòng sơ khảo. Theo kế hoạch, từ ngày 19 tháng 8, ban tổ chức sẽ công bố 10 tác phẩm tiêu biểu và lấy ý kiến nhân dân trên các nền tảng số của Báo Thanh Niên, Trung ương Đoàn, tỉnh Quảng Trị. Việc lấy ý kiến này sẽ kéo dài trong 2 tuần.